know you've heard it all before, but you are the love of my life. Melia xin giới thiệu đến các quý cô xinh đẹp, một thiết kế đầm ôm dáng pep lăm tay chồm sẽ là thứ vũ khí tuyệt vời để giúp các quý cô luôn luôn thần thái, tự tin và xinh đẹp dù ở bất cứ khoảnh khắc nào. Và thiết kế gây ấn tượng mạnh mẽ bởi gam màu be cực kỳ ấn tượng và chắc chắn đây sẽ là một trong những sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu bởi nó toát ra sự trang nhã và vẻ đẹp của sự thanh lịch ngay từ những giây phút đầu tiên. Phần thân trên với kiểu dáng vai chồm thời thượng giúp các quý cô có thể fix tất cả mọi khuyết điểm ở phần vai chưa được thon gọn và kết hợp cùng với tà peplum bất đối xứng sẽ mang đến sự tự tin tuyệt đối cho các chị yêu bởi dường như tất cả những khuyết điểm ở phần bụng dưới sẽ được che giấu một cách hoàn chỉnh. Với điểm cuốn hút nhất ở thiết kế đầm này đấy chính là việc các nhà thiết kế đã dùng hàng trăm viên đá pha lê để đính kết thủ công tỉ mỉ trong nhiều giờ đồng hồ, càng làm tăng thêm sự đắt giá của một thiết kế đẳng cấp vượt thời gian. Vậy thì còn chần chờ điều gì nữa nhỉ? Chất liệu vải taffeta cao cấp kết hợp cùng với tông màu sắc ấn tượng và đặc biệt là những chi tiết đắt giá sẽ là những yếu tố để hứa hẹn về sự bùng nổ và viral của siêu phẩm này trong thời gian tới. Chính vì vậy nên hãy ngay lập tức để lại số điện thoại ở phía bên dưới phần bình luận ngay tại khoảnh khắc này các chị đẹp nhé. Chúng ta sẽ được toàn quyền kiểm tra hàng thoải mái và bên em free ship toàn quốc đấy ạ. Còn nếu như có thời gian, hãy ghé showroom của Melia để thử. Melia, mặc đẹp để thành công!